Có rất nhiều khách hàng thắc mắc với tôi rằng nước ion kiềm đóng chai thì có gì khác so với nước ion kiềm lấy trực tiếp từ máy lọc nước ion kiềm. Trong video ngày hôm nay, chuyên gia nước Enterby sẽ giải đáp cặn kẽ sự khác nhau giữa hai loại nước này để quý vị có được sự lựa chọn phù hợp nhất nhé. Nước ion kiềm đóng chai là loại nước ion kiềm được sản xuất với quy mô công nghiệp bằng công nghệ điện phân. Thay vì uống trực tiếp thì nước ion kiềm sẽ được rót và được đóng vào các chai, các bình để dễ dàng cho quá trình lưu trữ vận chuyển tới người sử dụng. Nước ion kiềm đóng chai thì còn được gọi là nước khoáng kiềm, có độ pH dao động từ 8.5 đến 9.5. Tuy nhiên thì do sử dụng chai nhựa nên nước ion kiềm đóng chai thì sẽ không còn lượng hydro hòa tan. Với nước ion kiềm đóng chai thì sau khi đã vận chuyển lưu trữ thì hàm lượng hydro hầu như đã đều bị biến mất. Loại khí này thì thường khá là nhẹ và nhỏ, khó có thể giữ lâu ở bền trong nước. Vì thế việc sử dụng nước đóng bình hoặc nước đóng chai chỉ là nước khoáng kiềm. Chất chống oxy hóa, ion từ khí hydro thì đều như bị giảm đi hoặc là không còn. Thông qua rất nhiều thí nghiệm thì các nhà khoa học cũng đã chỉ ra rằng bốn đặc tính của nước ion kiềm thì chỉ có thể được đảm bảo trong vòng 24 giờ với điều kiện bảo quản lạnh thì có thể bảo quản trong vòng 48 giờ. Nước ion kiềm đóng chai và nước ion kiềm lấy từ máy điện giải thì sẽ có một số điểm giống và khác nhau như sau. Thứ nhất là điểm giống nhau thì cả hai loại nước này thì đều sử dụng nguồn nước sạch đã được kiểm tra an toàn, tốt cho cơ thể, không cần đun nấu mà có thể uống trực tiếp. Nước thì đều được sản xuất dựa trên công nghệ điện giải. Công nghệ này thì có tác dụng tạo ra những phân tử hydro tồn tại trong nước với khoảng thời gian nhất định, giúp loại bỏ gốc tự do gây hại cho cơ thể. Độ pH của nước thì thường dao động trong khoảng từ 8.5 đến 9.5. Sau đây là một số điểm khác nhau giữa nước ion kiềm đóng chai và nước ion kiềm lấy từ máy điện giải. Thứ nhất là về quy mô, với nước ion kiềm đóng chai thì sản xuất với số lượng lớn tại khu công nghiệp, còn nước ion kiềm từ máy điện giải thì sản xuất tại nhà hoặc chuyên sử dụng tại các bệnh viện. Thứ hai là cách bảo quản, nước ion kiềm đóng chai thì được đóng trong bình hoặc chai với hạn sử dụng khoảng 2 năm. Còn nước ion kiềm từ máy điện giải thì có thể uống trực tiếp tại vòi, có thể bỏ vào trong chai, bảo quản tủ lạnh trong khoảng 24 giờ hoặc có thể mang theo sử dụng trong ngày. Thứ ba là về độ pH, nước ion kiềm đóng chai thì với độ pH sẽ dao động từ 8.5 đến 9.5, nhưng mức độ này thì không thường ổn định. Còn nước ion kiềm từ máy điện giải thì độ pH sẽ gồm 4 cấp độ từ 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Tiếp theo là về giá thành. Một chai nước ion kiềm thì sẽ giá dao động từ 10 đến 15 nghìn đồng một lít. Mỗi ngày thì sử dụng 2 lít nước để tốt cho cơ thể, chi phí bỏ ra sử dụng 1 năm thì cũng khá là cao. Còn giá máy điện giải ion kiềm trên thị trường sẽ dao động trong khoảng từ 25 đến 130 triệu đồng. Người dùng thì có thể thoải mái sử dụng trong nhiều năm liền. Đây sẽ là giải pháp giúp tiết kiệm chi phí, mỗi ngày sẽ mất khoảng từ 6.000 hoặc đến 10.000 đồng. Tiếp theo sẽ là quá trình sử dụng. Nước ion kiềm đóng chai thì sẽ không sử dụng liên tục, có thể gián đoạn vì người dùng có thể xen kẽ nhiều loại nước khác nhau. Còn nước ion kiềm lấy từ máy điện giải thì quá trình uống thường xuyên hơn, liên tục thì bạn có thể uống tại nhà này, tại nơi làm việc, sau khi tập luyện thể thao, mình có thể dự trữ nước trong bình, trong chai, có thể sử dụng mỗi ngày. Khác biệt tiếp theo là tác dụng với sức khỏe. Nước ion kiềm đóng chai thì sẽ cải thiện tình trạng bệnh đường ruột như viêm đại tràng, đau dạ dày, táo bón, trào ngược dạ dày. Còn nước ion kiềm từ máy điện giải thì có thể hỗ trợ điều trị, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến đường ruột như viêm đại tràng, đau dạ dày, táo bón, trào ngược dạ dày. Bên cạnh đó thì chứa hàm lượng hydroen cao, thì nước từ máy lọc nước ion kiềm thì có khả năng hỗ trợ điều trị, phòng ngừa các bệnh gút, tiểu đường, ung thư, tim mạch, rối loạn chuyển hóa và rất nhiều lợi ích khác. Và cuối cùng là tác dụng chống oxy hóa, nước ion kiềm đóng chai thì gần như không có, còn nước từ máy ion kiềm thì có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, duy trì nét đẹp thanh xuân, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn chặn các gốc tự do gây hại. Sử dụng nước ion kiềm đóng chai thì có một số nhược điểm nho nhỏ như sau. Thứ nhất là mỗi độ tuổi người dùng thì sẽ cần sử dụng nước ion kiềm với độ pH khác nhau, nhưng nước ion kiềm đóng chai thì sẽ không giải quyết được vấn đề này, nó chỉ có một mức pH cố định. Thứ hai là các chuyên gia khẳng định rằng với nước ion kiềm thì đòi hỏi người dùng phải uống theo từng giai đoạn, sẽ phải tăng dần theo cấp độ pH để cơ thể dễ dàng quen dần. Thứ ba là tùy vào cơ thể mà sử dụng nước ion kiềm với độ pH khác nhau, nếu mà không dùng đúng cách thì sẽ bị gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn thì sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Thứ tư là khi mà nước ion kiềm đã đóng thành chai thì thông qua quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ, do đó thì hàm lượng hydrogen, đây là hàm lượng có tác nhân chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do thì đều bị biến mất.
Lúc này thì uống nước sẽ không còn được những tác dụng tối đa với sức khỏe con người do không có khả năng chống oxy hóa. Thứ năm là sử dụng chai nhựa. Sử dụng một lần sẽ gây lãng phí, ảnh hưởng tới môi trường và có thể ảnh hưởng tới chất lượng nước nếu không được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng trong quá trình sản xuất, vệ sinh trước khi sử dụng. Mặc dù rất thuận tiện trong quá trình sử dụng nhưng nước yêu kiềm đóng chai lại không có được đầy đủ tính năng tốt cho sức khỏe như các loại nước từ máy lọc nước yêu kiềm khác. Bên cạnh đó thì ngoài yếu tố ảnh hưởng tới môi trường, nếu sử dụng nước yêu kiềm đóng chai thì bạn nên lựa chọn những thương hiệu có uy tín để đảm bảo chất lượng. Các chuyên gia cũng khuyến nghị nên sử dụng nước trực tiếp từ máy lọc nước yêu kiềm để đảm bảo những tính năng tốt nhất, mang lại lợi ích cho sức khỏe đầy đủ hơn. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ tốt cho sức khỏe, tiết kiệm chi phí về lâu về dài và không phải lo lắng với những tác hại do nước yêu kiềm đóng chai kém tác dụng gây ra. Vừa rồi là một số thông tin liên quan tới nước yêu kiềm đóng chai có tốt hay không. Chúng tôi hy vọng đã mang tới cho bạn kiến thức hữu ích để tự bảo vệ sức khỏe của mình và người thân trong gia đình mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào!